vào bụng. Mặc dù ảnh chụp phơi cho thấy chiếc tai nghe không dây đã nằm trong dạ dày cậu bé. Bác sĩ chấn an người nhà rằng vài ngày nữa dị vật này sẽ tự thoát ra ngoài theo đường hậu môn. Khi Kiara Shutt đang ở chỗ làm thì nhận được cuộc gọi từ bà mẹ rằng con trai cô đã nuốt chiếc tai nghe. Vài ngày trước, cô đã tặng tai nghe không dây cho con vào dịp Giáng sinh. Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ chấn an Kiara Shutt rằng con trai cô không gặp nguy hiểm dù cậu bé có dấu hiệu lo lắng. Kiara Shutt cho biết con trai cô rất lo lắng và có cảm giác sợ sệt nếu đứng quá gần điện thoại của mình. Cậu bé lo rằng nếu làm vậy, chiếc điện thoại sẽ kết nối với chiếc tai nghe trong bụng. Kiara chút vui mừng khi biết con trai mình không sao, mọi thứ đều ổn, vài ngày nữa mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Bà mẹ hai con thở phào.